Còn bây giờ chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tiểu mục chuyện làng chuyện nước. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng cho biết đã vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Tuấn sinh năm 1989, trú tại thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi về hành vi chống người thi hành công vụ, đâm sập chốt kiểm dịch COVID-19 và nhốt cảnh sát giao thông trên xe. Theo điều tra ban đầu, chiều 28 tháng 5, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, ra hiệu lệnh dừng xe khách biển số 76B01022 của nhà xe Chín Nghĩa do Tuấn điều khiển. Tuy nhiên, Tuấn không cung cấp giấy tờ về địa điểm xe đi và đến, không đưa hết hành khách xuống để kiểm tra y tế và có hành vi cản trở việc kiểm soát của lực lượng chức năng. Đặc biệt khi tổ cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ lên xe kiểm tra, yêu cầu toàn bộ hơn 40 hành khách xuống xe làm thủ tục đo thân nhiệt, khai báo y tế, tài xế Tuấn đã đóng cửa xe, khống chế và nhốt một chiến sĩ cảnh sát giao thông trên xe, đồng thời cho xe lùi với tốc độ cao, tông vào lán chốt kiểm soát khiến lực lượng làm nhiệm vụ và những người đang khai báo y tế hoảng loạn. Lực lượng cảnh sát giao thông và công an huyện Hòa Vang đã lập tức có mặt, can thiệp và khống chế tài xế, tạm giữ 4 người gồm tài xế, phụ xe chống đối người thực thi nhiệm vụ. Trong những ngày gần đây, lợi dụng tâm lý sợ hãi của một bộ phận người dân, trên mạng xã hội xuất hiện một số quảng cáo bán bộ test nhanh COVID-19. Bộ Y tế đã cảnh báo người dân phải hết sức cảnh giác, không tự ý mua loại kit này để tránh bị tiền mất tật mang. Theo những lời quảng cáo được đăng tải trên các trang mạng xã hội, những bộ test nhanh COVID-19 cho kết quả sau 15 phút kiểm tra có độ chính xác lên đến 99%. Đặc biệt, mức giá bán lẻ của những bộ test nhanh COVID-19 này có giá chỉ bằng một nửa so với mức giá niêm yết tại các bệnh viện. Hiện Bộ Y tế đang đề nghị các cơ quan chức năng điều tra về tình trạng buôn bán các bộ test nhanh này, đồng thời khuyến cáo người dân không được tự ý dùng mua theo quảng cáo khi các bộ test này chưa được kiểm định về chất lượng. Vâng, dịch bệnh COVID-19 lan rộng, số ca mắc mới tăng hàng ngày với hàng trăm ngàn người, kéo theo số người tiếp xúc hàng ngày cũng tăng lên rất nhanh. Hiện trên cả nước, số người phải cách ly tập trung đã vượt qua con số là 150.000 người. Sau đây là một số thông tin cụ thể về những chi phí mà người cách ly tập trung có trách nhiệm phải chi trả. Trường hợp lựa chọn tự cách ly tại khách sạn, resort, người tự cách ly phải tự chi trả tất cả các chi phí dịch vụ theo đơn giá của khách sạn, resort. Trường hợp cách ly tại cơ sở do nhà nước điều phối được miễn các chi phí đưa đón, dịch vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, người đi cách ly tập trung tại các cơ sở của nhà nước phải chi trả tiền ăn 80.000 đồng một ngày. Riêng đối với trường hợp cách ly là trẻ em, hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ miễn hoàn toàn mọi chi phí. Như chúng tôi đã nêu ở phần đầu của bản tin, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong đợt dịch thứ tư nghiêm trọng nhất từ trước cho tới nay. Một lần nữa thì những người bán vé số hay những người lái xe ôm lại lâm vào cảnh ngặt nghèo. Giữa lúc này thì nhiều cá nhân và tổ chức trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh đã có những hoạt động thiết thực nhằm giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Dịch bệnh khiến cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn, thu nhập giảm sút. Từng có nhiều năm làm thiện nguyện, anh Nguyễn Thế Mỹ cùng các mạnh thường quân đã tổ chức nấu hàng trăm suất ăn, hàng ngày phát miễn phí cho những người bán vé số, lái xe ôm và những lao động nghèo. Gác lại mọi công việc, các thành viên trong gia đình và nhóm thiện nguyện của anh Mỹ đã cùng nhau dậy sớm đi chợ, mua đồ rồi nấu nướng. Cơm vừa chín là đóng hộp phát tận tay từng người. Tôi thì mỗi ngày làm từ 300 tới 500 phần cơm. Thì hôm nay là làm 500 phần, thì công tác chuẩn bị là đó là từ sớm là 6 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa là bên anh sẽ phát. Mọi người tới quán của tôi thì mọi người nhận một phần quà gồm một hộp cơm, một vài chai nước suối, một cái bánh ngọt, có khi là thay đổi mỗi ngày, có khi là bún hoặc là bánh hoặc là trái cây hay là sữa. Để đảm bảo các yêu cầu về giãn cách xã hội, chính quyền địa phương cũng cử cán bộ xuống hỗ trợ nhóm.
Thời điểm này thì tại các tỉnh Trung Bộ, nông dân đang bước vào vụ gặt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thì những người nông dân lại may mắn có được vụ xuân thắng lợi. Nếu như trước đây người nông dân quan niệm nhất nước nhì phân để có một vụ mùa bội thu, thì nay trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhất giống nhì phân lại quyết định sự thành công của mùa vụ. Với giống lúa VNR20 chống chịu sâu bệnh tốt cho năng suất tới 8,5 tấn trên 1 hecta đã được Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam Vinasit đưa vào gieo trồng tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả đáng kể cho người nông dân. Những trà lúa xuân tại thôn Thành Sơn, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang chuẩn bị cho thu hoạch. Vụ này, nhà chị Vân Anh trồng thử nghiệm giống lúa VNR20 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam để kiểm nghiệm năng suất giống lúa. Dưới sự chứng kiến của những người nông dân trong huyện, chị Vân Anh cùng nhân viên của công ty sẽ tiến hành kiểm tra năng suất lúa trên 1 mét vuông đất. Mà sao 1 cân 3 rồi? 1 cân 3 khác đây là gì ạ? Lương 38 ạ. Cân 2 năm lạng nhá. Và kết quả thật bất ngờ khi cân trên 1 mét vuông lúa thu về 1,52 kg thóc. Đây là một cái giống lúa thuần, năng suất chất lượng, và qua cái dạng hình, chiều cao cây, bông lúa, tỷ lệ đã đóng hạt dắt và đặc biệt là cái bộ lá rất khỏe, sẽ chống được các loại sâu bệnh. Chiều cao cây thì chống được đổ, cái mức độ thâm canh thì năng suất thì chúng tôi thấy rất phù hợp. Trong thời gian qua, huyện Thiệu Hóa đã tiến hành thử nghiệm giống VNR20 tại 8 xã trong huyện. Sau 4 vụ theo dõi, ngành nông nghiệp huyện này đánh giá đây là một giống có tiềm năng, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và đặc biệt cho năng suất cao. Đối với vụ xuân thì thông thường tất cả các điểm của chúng tôi làm đấy đều đạt năng suất từ 375 cân cho đến 420 cân trên một sào, tức là tầm 75 đến 81 tạ trên một hecta. Còn đối với vụ mùa năm ngoái khi theo dõi thì chúng tôi thu được là 62 tạ trên một hecta. Về cái chống chịu sâu bệnh đấy, với cây lúa, với thân hình của cây lúa thế này, dạng lúa thế này, thì hầu như là với vụ xuân này là một trong những vụ mà nhiều sâu bệnh nhất, chẳng hạn như là bệnh đậu ôn, bệnh khô vằn hay là bạc lá, thì hầu cái giống VNR20 này không mắc. VNR20 là giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao, được Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam Vinasit nghiên cứu và chọn tạo. Giống lúa này đã được đánh giá ở tất cả các vùng miền trên cả nước. Đặc biệt đây là giống lúa cảm ôn nên có thể gieo cấy được cả 2 vụ. Giống VNR20 cho năng suất rất tốt, trung bình đạt từ 7 đến 7,5 tấn một hecta, thâm canh đạt 8,5 đến 9 tấn một hecta. Ngoài ra, giống VNR20 thấp cây, chống đổ tốt, chống chịu được với các loại sâu bệnh và có phạm vi thích ứng rộng. Nhờ đặc tính này, tháng 9 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng mới đối với giống lúa thuần VNR20 của Vinasit. Tại Thanh Hóa, vụ xuân năm nay, Vinasit triển khai chương trình liên kết sản xuất hơn 1.000 hecta, trong đó có 500 hecta là giống VNR20. Vinasit ký hợp tác cung cấp đầu vào và bao tiêu sản phẩm, tập huấn kỹ thuật đầu vụ cho nông dân, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên cánh đồng. Nhờ đó năng suất gạo đạt chất lượng cao, người nông dân yên tâm khi được thu mua giá lúa cao hơn thị trường. Công ty Vinasit bao tiêu về cái sản phẩm của giống lúa này, bà con rất chi là yên tâm trồng. Tại vì khi trồng ra giống lúa đạt năng suất đã cao rồi và được bao tiêu sản phẩm một tạ ăn bằng một tạ ba so với các cái giống lúa khác trên thị trường, tùy theo từng thời điểm của giá lúa trên thị trường. Chúng tôi thì cũng nhận thấy rằng là cái yêu cầu về dinh dưỡng, về an toàn thực phẩm rất là cao. Do vậy là chúng tôi liên kết với các hộ bao tiêu, các hộ tích tụ lớn, để chúng tôi có thể có những điều kiện hướng dẫn chăm sóc với mức độ thuốc bảo vệ thực vật thấp để an toàn ngay trên từng hạt lúa chúng tôi thu về. VNR20 không chỉ là giống lúa cho năng suất cao mà còn đạt chất lượng tốt. Hạt gạo trắng trong, không bạc bụng, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm, ngon cơm. Trong thời gian tới, Vinasit sẽ mở rộng vùng trồng, liên kết bao tiêu sản phẩm trên những cánh đồng tập trung để tạo ra sản phẩm lúa gạo chất lượng an toàn tới người tiêu dùng.